Ok, mua lên em. Ông dài thủ thành với mà bắn nhau nhiều quá. Nên hôm nay chuyển qua một con game thư giãn tí. Game này có tên là Free Farm. Đây nè. Nhìn cái tên là anh em đoán được cái thể loại nó là nông trại phải không? Đây. Cứ điều game này giá khá cao nha. Nó tới 40 đô lận. 40 đô bản standard. Còn bản deluxe là tới 60 đô ngang giá một con game 3 đó. Nên anh em nào chơi thì cân nhắc về ví tiền tí nha. Thực sự cái giá game thì tôi nghĩ nó hơi cao thiệt. Game này thì dev gửi cho tôi cũng khá lâu rồi. Nay thì mới vô chơi thử còn sao thôi. Đây nè, 40 đô. Lúc trước giá còn cao hơn nữa đó, 999 ngàn lận. Bây giờ mới giảm xuống còn 53 mấy ngàn nè. Ồ. Game thì ra mắt vào ngày 8 tháng 9. Cách đây cũng 2 tháng 1 tuần rồi. Hình như đang có sự kiện coi US gì nè. Giảm giá, demo, live stream và khoảng 100 game Koji khác. Nhưng mà con game này đang không có trong sự kiện đó nha. Nó vừa kết thúc cái đợt giảm giá vào ngày 16 luôn. Thì đúng lúc sự kiện này diễn ra thì nó không giảm giá. Koji là cái thể loại game dành cho những mà người chơi muốn thư giãn, thư thái nhẹ nhàng á. Hợp nhất thì mấy con game nông trại, trò chuyện hay là hyper casual á. Nói chung là chỉ mấy con game nhẹ nhàng, giải trí thôi. Đây, ví dụ như game mà xuống nước nuôi cá, bắt tàu vậy nè. Nuôi tàu bắt cá nè. Đó, mấy game đại dương nhẹ nhẹ nè, không hơi rừng cây xanh thẳm đâu nè. Anh em nào thích mà thư giãn giải trí nhẹ nhàng thì vô mấy game này. Infant Kingdom là một con game rất hay nha. Chơi con game này nhớ về quá khứ hơi bị nhiều á. Anh em càng có tuổi thì chơi nó càng thấm. Cái Little này cũng vậy đó nè. Anh em chỉ xếp đồ cho nó thoải mái lại. Mấy anh em mà bị hội chứng OCD á thì hợp với game này. Đợi tí tôi lau cái bàn phím cho nó sạch sẽ này. Hôm nay thì cái mic cũ nó bay màu rồi. Mic này thì cũng đang thôi thóp. Mic 69 ngàn Shopee. Đây, con game chế thuốc này cũng khá là hay nè. Còn lại thì mấy game trong Koji. Đây, hầu hết mấy game trong Koji khá là thư thái nhẹ nhàng luôn. Chăm sóc vườn cây rồi chẳng hạn. Hôm nay thì cũng chơi thử game này, coi nó ra làm sao. Ủa đau cái gì nó update hay gì? Game này giá cao phết á, nên mà dev cho thì cũng mừng lắm. Nên cũng tranh thủ chơi thử. Tại gì đó bạn ơi. Ôi giời ơi mạng kìa. Một mê trên dây. Nhưng mà nó đang tải gì tôi không biết nữa. Trong thời gian đó thì lướt lướt thử xem thêm DB. Mạng này là như lỗi đó nha. Thực ra là sờ tim nó không có chậm gì đâu. Thực sự tôi cũng không biết nó đau gì nữa. Chắc là cái bản update mới đây thôi. Nên cứ để nó chạy đi. Ok. Trong lúc đó thì lướt lướt Steam DB. Persona 5 Tactics thì nó mới ra nãy thôi. Anh em có mà PC Game Pass á, anh em có thể chơi trên Xbox được. Đây, update gần xong rồi. À, anh em có thể dùng cái mà phần mềm dịch thuật của tôi chơi được không? Persona 5 nó khá là ổn áp nha. Cái dịch thuật mà lúc trước mà hướng dẫn đó, để coi đây. Đây là cái video này nè. Hướng dẫn dịch game tự động bằng cái phần mềm là cấp cho chat. Ok, hello anh em. Cấp tôi hai test nè, cộng auto hotkey với kết hợp với chat GPT là hỗ trợ tôi viết cái script để chạy được. Thì anh em chỉ việc vô là quét khói một vùng thôi, xong rồi cho nó dịch. Hồi nãy tôi chơi cũng khoảng bốn mấy phút con mà Persona 5 tái tích đó rồi. Nói chung dịch cũng khá là ổn áp đó. Rồi, bạn luôn luôn có thể đổi ngôn ngữ trong này. Ok, đây là cái auto save. Đồ họa rất là đẹp luôn nha. Không, bỏ đi. Không cần login tài khoản đâu. Mấy bạn tôi đời nào chơi game nông trại. Con này có thể co-op được, online được nữa. Vậy là nó khá giống với con mà Horizon.
vô sẽ tin thứ anh âm nhạc không không gương màn hình, gương màn hình khá là khó chịu á, có chỉnh được mà cái tốc độ tần số quét cao hơn không ta? Hai là mức cao nhất rồi. Ok, nói chung mà game nông trại thì đồ họa chỉ cần nó tươi đẹp thôi. Rồi chúng ta vô lấy game, tạo một cái thế giới mới cho mình, gọi là gì? Hello World. Anh em lập trình thì chắc biết cái câu này rồi. Đi gà nè, chích cành nè, để tôi mở cái livestream coi trong lúc mà chơi. Tôi nghi là cái ổ cứng người có vấn đề đó, nó mới load lâu vậy đó. Có thể cái thành phố này là Azogia. Password này là anh em nào chơi thuốc mà nó lấy cái Steam á, nó sử dụng chính cái sụt của Steam á, nó mới hiện lên cái password đó thôi. Mặc định nó chọn cho mình nhân vật mà Chuppie này ha. Cái này tướng đô quá vậy. Đồ họa rất là nhí nhảnh dễ thương luôn. Da màu này được rồi. Mắt. Mắt này nhìn nó hơi gian gian sao á. Rồi, mắt này màu chó đẹp. Ủa, chọn được hai con mắt luôn hả? Hai mắt gì, hai mắt hai màu. Đó, giống cái gì? Sông nhãn đồng tử. Này lông mày á, phải chỉnh kiểu tóc chứ, trước rồi mới nhìn được cái lông mày á. Rồi mình nữ. Có xây được mà sao không? Cái đồ họa như thế này thì tóc này đi. Tóc này nó có tí màu tím. Rồi ok, cái miệng. Lông mày này đi giới giống mèo tí. Này đi nâu nâu đi bếp hả? À? Thôi gái gú mà để gâu vậy, cái này vết bẩn tài nhang mặt thôi vậy đi cho nó hổ báo đi. Đây là này đó, Pikachu nè, chơi luôn cái đại từ nhân xưng đấy nhá. Ông già Noel à, Loli tên tên được. Ủa, không được đặt tên nhân vật à? Nó dùng cái tên tôi luôn kìa. Đi vòng vòng cái đảo thì chỉ có toàn là cát, là cát thôi. Có một lời nhắn trong cái chai. Nó được trôi rồi cái vùng đất cũng rất xa đây. Đầu mình hôn dần mình phiêu vô đến hòn đảo đó. Đó, thiệt kìa. Cái hành trình này rất nguy hiểm thiệt. Coi xong con tàu đó trở thành cái mảnh vụn, chỉ còn mỗi cái máy bùm gách nát này thôi. Bất ngờ thì nước đã đưa tôi đến một cái hòn đảo. Chương 1, chào mừng đến Azogia. Thiết kế cái này cũng làm rất là kỳ công nha. Nếu đồ họa nó nhẹ gì có khi tôi đưa sang cái màn hình độ phân giải cao hơn tí coi cho nó đẹp. Chào ba. Quét. Đây, múa cho anh em coi cái cấp, cái mà dịch thực. Mình chỉ nhấn quét cái vùng chọn đó thôi. Đây, chọn cái con chuột đi. Đó. Xong nó sẽ dịch ra đây. Trời ơi, nhìn xem thủy triều nó đã mang lại những gì cho chúng ta nào. Cô ổn chứ? Tôi tên là Nasin nè. Tôi đã tìm thấy một lời nhắn trong cái chai, là bấm cái chuột bên hông thì nó sẽ dịch ra cái câu này nè. Đó.
tin tức tuyệt vời. Đây, dịch tiếp. Tôi là người đã ném nó xuống biển. Sao đi đúng người quá vậy? Tôi không tin là nó có hiệu quả đâu. Tự nhiên quăng cái chai xuống biển. Không có người mò lại nữa. Rồi, ok. Cái này hình như là hơi đứng tuổi, tới kêu bà đi. Bà này là Major Mengis. Rất vui được gặp. Mình là cái người duy nhất là có thể đến được cái hòn đảo này thôi. Đảo này không có người ngoài vô hả? Những người bạn thân thiện. Cái hòn đảo này thì xung quanh nó toàn là mấy cái gì? Gọi là cái gì đó? Cái nước mà có dòng sấy gọi là sấy nước hả? Nên ít có ai có thể tiếp cận vô được. Mình là một trong những người may mắn thôi. Ngoài ra thì luôn có bảo tuyết là giàu thét rất là nhiều năm trên núi. Có núi lửa nè. Có một cái núi lửa thì đang là trực trào phun trào. Trực trào phun trào chứ không. Cái này não nó tư duy hơi tùm lum tí. Có luôn là phép thuật nè. Ừ, nói chung là rất là nhiều cái đảo này rất là nhiều điều thú vị ảo ma luôn. Thiên đường á. Rồi. Nói chung là chào mừng mình đến đây thôi. Mình có thể xem cái bản đồ. Đây, mình có thể kiểm tra cái nhà mới của mình. Giá bất động sản rẻ không cô? Bây giờ mình khám phá nhà enter những ngôi nhà mới. Anh em mà kiểu đi qua nước người ta mà tự nhiên được cấp căn nhà luôn. Thì như bây giờ cái trò đó là chỉ có một số cái nước ở ít dân cư thôi. Với một cái vùng, những cái vùng quê hẻo lánh của Nhật Bản. Anh em có thể mua nhà với giá 1 đô một yên á. Nhưng mà bù lại phải cải tạo sửa chữa rồi nó bằng những giá mua cái nhà mới luôn. Đây là hai cái quét đầu tiên của mình. Ok. Ồ, đây là cái nhà mình đang đâu? Cài đặt. Nhưng đây có đổi màn hình được không ta? Đây là cái nhiệm vụ nè, mình có hai cái nhiệm vụ đầu tiên là khám phá cái ngôi nhà mới của mình. Mở cái ba lô qua. Đây. Ồ, rất là nhiều thứ để làm trong game luôn. Nhìn đến một đống kêu luôn nữa nè. Đâu coi thử vài cái rồi. Rồi rồi. Trồng cây nữa. Ô, cái này là hoa thôi nha. Trồng trọt là nó chia thành đến rất nhiều loại nè. Cái này là hoa thôi, còn cái này mới là cây cỏ làm vườn nè. Nhiều thứ đó, đinh gần nữa hả? Đấy, bên đây nó có cái gì nè. Ồ, bên đây nó rất nhiều loại nữa. Thôi rồi rồi. Game này chơi là anh em có thể khám phá cả trăm giờ thiệt á. Cái này dạng như là bách khoa toàn thư. Đây, coi hết những cái mới đây. Đây là cái lịch. Thì như bao con game nông trại khác, anh em có luôn luôn cái lịch để làm cái gì đó. Có thể là cuộc hẹn, hoặc là tặng quà, hay là buổi sáng làm gì, buổi chiều làm gì, hay kinh đau cái thời gian làm cái event gì đó. Không có phím tắt hay ta. Rồi với T, T. Sao trong đây không dùng VR cho nó đơn giản. Không có chạy nhanh. Hello. Muốn xây nhà hơi mệt nha. Hôm nay chuyên gia bán mấy dụng cụ mang tính trang trí vô cái nhà cửa. Đây.
Nhật nó cũng tươi vui nên mở lớn lớn à. Em này đồ tây quá không? Đây là em này bán ba cái mà ba cái gì ta, ba cái hạt giống hay gì, ba cái trang phục mùa xuân. Tiền mình ở đâu mà có 50 đồng vậy? Mới lạc lên đảo mà có 50 đồng thôi. Có bán vũ khí gì, có bên quái không? Mày ngồi xe lăn hả? Mùa xuân đang đến. Này cái gì đó? Là ngồi xe lăn mà kiểu như phụ hồ á. Mình có thể nâng cái nhà lên, nó yêu cầu rất là nhiều tiền luôn. Chưa biết cái vật phẩm là cái gì, nhưng mà nó cần 20 cái. Vàng thì cần 50 cái. Ok. Hôm nay bán hạt giống à. Cuộn giấy nè. Cà tím. Này súp lơ hả? Tôi nếp là củ hành. Ok. Thanh niên này. Nhưng này kiểu cây ăn quả hơn. Cây dòng trong vườn. Vô được không ta? Ô. Cái nồi ăn đây. Như trong mà quýt chơi gì có chậm đồ không? Kẹo có thì kẹo. Đây 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 nếu không. Như nhà người ta lấy đồ như đúng rồi thì. Mặc dù là game nông trại nữa. Thư thái quá à. Cầm bánh chạy ăn đi. Thôi, về nhà mình trước. Ô. Mình chắc là chưa có công cụ hay là cái gì đó. Đây, giới thiệu cho mình mấy cái hạt giống mình mới biết. Mà ủa mình mới nhặt được mấy cái đó đó. Với mấy cái này mình đọc được nên là biết cách tìm nó đâu. Chắc giờ nó hiện ra. Công trình. Ồ. Cái này giống như là cái mà kho đổ của mình nhé, cái gương á. Cái này giấy dán tường. Xưa tôi cũng đi làm bán ba cái giấy dán tường đó là. Này gì đây? Tám. Này đụng được à? Trời ơi, nhiều chữ quá vậy. Chào mừng bạn đã chơi chọn Azuria. Azuria là một cái căn nhà mới của mình. Tổ ấm mới. Phần thưởng đặc biệt dành cho mình đây. À như cái này là cái bảng gì, cái bảng 60 đô nó mới có vậy đó. Rồi 6 cái mới nữa được unlock. Nhìn chiêu quá ha. Có cái võng rồi luôn nè. Cái võng này xách cà phê bên nước suối nữa. Xuống được luôn. Animation bơi nhảy với mà nước làm cũng rất là đẹp. Cái này chắc phải gieo hạt đậu gì đó. Nhìn nó khá giống là cây thế giới hoặc là cái chỗ dịch chuyển con cá kìa. Cá bự hơn mình đó. Mày gì đây? Chắc là bắt đầu chuẩn bị làm mấy dụng cụ đi làm nông thôi. Vô, đầu vô nhà mới. Đây, mấy cái dụng cụ này mới nói xong nè.
một hai ba bốn năm đó. Đó, mình đã có được cái ba lô. Ngủ. Gì? Bà này bá nhanh vậy? Hello? Rồi. Tự nhiên có miếng bất động sản ngon lành. Đương nhiên là thích rồi. Mình phải đặt tên cho cái ngôi nhà đó hả? Nhà nên là logic. Bà này bà không có biết mình đặt tên nhà là gì. Đó là chuyện riêng của mình với cái nhà. Nói về cái việc làm nông thì ở nhà mới có một ngay đây. Chắc là cái bụi trồng cây nãy bên trái là cái bụi mà làm nông của mình đó. Cây nhà nó vườn quá ha. Này là gì đó? Rồi bắt đầu mình dọn cái đống này rồi. Cần phải chế mấy cái công cụ nữa. Cái bộ công cụ đầu tiên. Nhấn chuột trái để tự sử dụng luôn. Mình xài đó thì sẽ tốn năng lượng. Ok. Cái công cụ này cho mình mới bắt đầu. Rồi đập đá, trồng cây, cắt cỏ, thu hoạch. Rồi rồi. À, 10 cái này à, cái này là cái gì vậy? Trong mà vừa ra gặp ngoài nó dạng như mấy cái sợi cỏ vậy. Đá nè, mình mảnh gỗ nè. Còn cái này là cái gì? Đậu mùi sưng hả? Rồi, chậu cũ, cháu đi làm cu li đây. Cuộc đời khổ cực. Không đủ trình để đập đó rồi. Nó tự chọn công cụ cho mình luôn nha. Nên mình không cần phải làm ba cái cực khổ đó. Đó, mình đi lại tới cái vật phẩm nào mình chọn cái đó cái là nó làm luôn. Cái bông hoa đẹp vậy mà cắt muốn gì? Đá thì chọt ba cái. Cái gì mới hiện cái gì lắc kia vậy? Đây đi hái à, 5 cái cây màu xanh nữa. Game này mà đổ bóng mấy cái cây kỹ kỹ tí nữa là đẹp luôn. Chào cụ. Nhận tiền. Rồi. Cái la mắt là dạng như bách khoa toàn thư của mình nãy giờ mình coi á. Bắt đầu xây dựng mấy cái mảnh nội thất này.
thay đồ được không? Ôi cái nón xấu à. Đấy, góp là thả ngoài luôn hả? Lụm lại. Tôn nếp gấp, nhưng mà làm sao đi gấp? À, vô nhà mới gấp được. Nhấn C. T T T gì đấy? Rồi, mình nên tận hưởng cái cuộc sống ở đây thôi. Bắt đầu cái chuyến nhà nông này. Thi thoảng thì nhớ kiểm tra cái hộp mail của mình. Người đưa thư sẽ đến đây vào mỗi buổi sáng thôi. Đừng quên là check cái mail đó thường xuyên. Có mà wifi không cô? 3G, 4G gì cũng được nữa. Chỗ nào bán sim? Đây. Cái mà cây xanh xanh nãy. Thì mình có thể nấu được nó đó. Gấp một cái bộ nó ăn là nấu mấy cái thứ đó. Nhưng mà gấp lúc nào? À, xuống đây mới gấp được. Đông cho đẹp ta. À, số 1 là quay nên hiện cái đó gần cái cây. Đây đây, dọn 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 bớt đồ ăn uống. Có nuôi thú không ta? Coi cái này. Nó không cho mình bấm ở đây. Đây. Có nuôi thú không? Đây. Chích cần nè. Con này là con gì? Tê tê hả? Tê tê đây thỏ hả? Cù. Ủa? Con này con cù, con này gì? Này con dê, linh dương. Này con cù. Giống Pokemon nữa vậy? Cũng giống Pokemon luôn. Trứng lòng. Cái này là mấy cái sản phẩm thu được rồi mấy con trên. Thời trang. Ê. Có bộ nào tin tin trẻ trung hơn tí không? Này cũng được đó nào. Ui. Nóng rồi, tự nóng rồi ta. Tí nữa mình lại mình thu hoạch thôi. Bút bướm được không? Không. Đá gì nằm giữa đường vậy nè. Yeah.
nhận được cái mà chỗ đất. Ok. Xong rồi bà. Rồi, cái mà nấu ăn sẽ cho mình cái nhiều năng lượng hơn. Bây giờ bắt đầu lấy hạt giống và xới đất. Đây là cái nhà kho chứa mấy công cụ đó không? Đi lấy cái hạt mà tôi nếp, chế cái công cụ mà cuốc đất, nhấn chuột trái để trồng. Cuộc đời sao làm nông vất vả quá vậy, mới lên đảo chưa được nghỉ ngơi một ngày luôn. Chuyển hết là nhấn cái nào đó. Kêu mình lấy ba thôi. Rồi lấy năm luôn rồi sao? Trả lời. Thôi trồng trồng hết đi. Ủa? À, cái bên trái là túi đồ mình, còn bên phải là cái kho à. Này là lấy hồi năng lượng thôi. Nhầm, mày nãy tính đâu, bên đây là cái kho mà, còn bên phải là túi đồ của mình. Khu vườn á, cái vườn của mình thì chắc nằm ngay trước cửa cái kho đi. Dọn. Cây nhỏ này chặt được không? Được được được. Trời, chặt gốc luôn hả? Chết thì sắp hết năng lượng rồi. Đây mấy chỗ hồi nãy mình lấy nhiêu hạt ra, 5 hạt phải không? Ờ, sao có 3 hạt vậy? Rồi tưới cây. Gặp SD tại Magiet. Mở ban đầu lên. Xa với vậy. Hết năng lượng rồi. À, điên nào. Game này nó đi cũng nhanh nên không cần nút chạy đâu phải. Trong này bán cái gì ta? Cái này như cái lồng đèn nhá. Mấy con này ốc sên hả? À? Một cái lưới. Lên cá. Đây đây. Hàng xóm à. Mình ở cực Bắc, ông này ở cực Tây Nam mà hàng xóm gì.
rồi, câu cá được rồi đó. Chơi game là phải mấy câu cá thôi. Câu cái chỗ gần núi á. Đừng nên làm quá nhanh. Không phải học lòng một lần là được đâu. Đi, câu cá. Ok. Hết năng lượng câu được không? Hết chọn. Tập đi. Tập với bạn. Của cá mà khó gì. Câu tiếp, câu tiếp. Mồi nào, mồi nào. Nó chạy luôn rồi. Mummy, mummy. Hai mummy. Lấy còn nãy lì dữ ta. Đập cái ai vậy, có cá nướng ăn ai. Rồi rồi. Hình là chưa chớ quét là ổng không cho câu nữa. Người xa mày đó. Đi gặp Beekeeper là hình như là nuôi ong. Sherlock Holmes hồi xưa cũng có cái trò mà rất thích nuôi ong rồi nè. Violin với mà nuôi ong. Mèo. Chưa có gặp em nào xinh tươi, nó toàn là mấy ông già già chỉ mình thôi. Tôi muốn câu cá. Cặp cái tao mừng ai. Câu khổ ngoài đời nữa. Kìa kế mỏm rồi kìa. Lấy cái lưỡi ra mà liếm. Con này khó tính quá. Cái thùng bia hả? Cái thùng bia mà lấy bỏ túi được luôn. À, cái này là cái bàn, cái chợ dạng chợ cộng đồng á. Mình mua cái gì, ủa mình bán cái gì mình đem lại mình đặt đó.
Đây bán là giống khoáng sản gì? Cầu thang sắt. Không có coi được cái bảng đó, chắc nó dơ tóc cho mình. Đi đụng đồ cái đã. Mà không có không? Không. Có đồ dưới này nữa nè. Cái này tôi nghi đụng vô là nhảy bản á. Không đâu. Còn cái này thì chắc điểm teo bọt rồi. Lại là mùa xuân. Chuẩn bị winter sale anh ông ơi. Nên giờ đang là mùa đông. Cái lưới hả? Bắt bướm được rồi đó. Có khi nào bắt bướm được. Kill. Còn nào nó không có ba con vậy đó. Mình đang đâu vậy ta? Bây giờ có nhà có em nào đẹp lắm nào. Ủa? Em này là mình. Còn guitar này. Con cu ở đây. Sota nào đây. Cái gì đây? Dấu kỹ quá ha. À đây, thằng cu số 3 đây. Bye. Dạ, dạng như là nhà lịch sử vậy. Mà là nhà dân á, chuyên ghi lại mấy cái hành trình. Tưởng nó trẻ lắm, hóa ra là ông già rồi. Cũng hóa ra là cũng lớn tuổi rồi. Đừng đốm bắt được không? Búp 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 búp. Chặt cây của ông luôn. Ủa, năng lượng vẫn làm việc được hả? Nhận được trái baby gì nè, 6 trái nè. Trời, option nó bò rồi. Rồi, nói chuyện sau. Bye bye cụ. Vì ơi, cụ đi ngủ sớm đi. Login hả? À, cái này là dạng cái đơn vị tiền tệ cho nó hòn đảo này. Ngọc trai nữa. Chủ cái hiệp hội thương buôn. Rồi ok, mình có thể kiếm mấy ngọc trai và bán cho bà chủ này. Ngay cái mà chợ ở giữa thị trấn. Rồi, gặp phú bà. Phú bà ơi, bao nhiêu cháu phú bà ơi. Phú bà ở đâu? À, phú bà là cái bà nãy mình nói chuyện rồi hay gì đó. Té chết không? Nãy giờ toàn nhặt được mấy cái tấm phẩm chùi chân thôi. Gì đây, gì đây, gì đây?
À, cái cục nó hồi năng lượng. Wow. Lại là mùa xuân nữa. Chủ thương hội đó. Đây, bắt đầu bả chỉ cho mình cách bán là đặt đồ lên đây nè. Ai sẽ là người mua? Cái Ionia này là một cái cộng đồng rất là thân thiện nha. Kinh tế lành mạnh nè. Nói chung là cái gì cũng bán được hết. Đồ của Ionia chính là tài nguyên của người khác. Rồi, đặt bất cứ cái gì lên đó để bán. Bán được 3 món. Đốm đốm 10 là 3 đồng nè, 3 đồng. Sen hô. Cục đá bán 3 đồng. Rồi bán hết cái đống này đi. Công sức nãy mình nhặt ở chợ. Cho nó có cái hình này là sao đó, hình như nhặt được cái đồ mới là nó cho mình năng lượng. Bán mấy con này đi nó có phí không? Ây da. Có cái cần câu và lưới này bây giờ mới đồ đi làm nông. Anh em mới xuống dưới miền Tây này nè. Anh em đi bắt mật ong gừng. Còn thôi là đi câu cá cũng được đó. Câu cá là xuống vuông không thôi là ra mấy cái đồng không ong quạnh quan cần cái nè. Chín liền. Bắt cua rồi. Mật ong thì nó rất phổ biến rồi. Cái gì? Xong cái chapter đầu tiên giật mình. Ngày mới bắt đầu, chúng ta có được 105 đồng. Xem thêm hay có thông tin gì đó không. Đây bán mấy cái này đây. 75. Bán hai con bọ với hai con bướm 30 nữa là 105 đồng. Thu hoạch một ngày của mình đó. Vấn đề của Thonggy. Thony. Cái này là cái gì tôi cũng chả biết nữa nè. Trời ơi cái ghế. Giống cái ghế hơi vậy á. Rồi ok hiểu rồi. Này có dời đi được không ta? Thì có tỷ lệ bắt được là cái ông chúa. Trời ơi thư nó rớt. Rồi cái này là hướng dẫn của mình. Bắt đầu mấy cái nội thất và mấy quần áo thôi. Quảng cáo cho cái chợ của Mille. Mille, Emily. Chữ nhiều quá. Cái lửa này nó cháy bất tận ngày đêm luôn á. Tôi muốn câu cá cơ. Nhưng mà nguyên cái hồ mình có con màu à.
Con này con gì đây? Cá lồng tông hay con bạch tuộc vậy? Cá bạn ơi, đốt đi bạn ơi. Thị trấn phía đông Alagit mang rồi. Cây đứng chưa, cây đứng chưa? Ơi quên tới cây. Ôi ôi toàn cái cây của tôi rồi. Tiền đó, tiền đó, mỗi con 10 đồng đó. Cá đây nhiều lắm nè, nhưng mà không có câu được. Nó không cắn rồi không? À, gốc trên này có 4 mùa. Thứ hai ngày 2 năm thứ nhất. Cá ơi là cá. Cá. Tôi ngồi uống cà phê coi nó cắn không. Lục đạn cá. Cái chỗ cụ thể à, anh em này giống như Hogi Fosta luôn. Hogi Fosta nè, có cái chổi phù thủy nữa, dạy mình mấy cái phép thuật nè chứ đâu. Đó, Ajodia thì có rất là nhiều cái phép tự nhiên luôn. Có đuổi thần không? Nhắc mới nhớ cái là đợt, cái đợt mà vô sở ti mạc quốc năm nay á, không thấy bóng dáng con hốt quốc Galaxy luôn. Có con game mà chủ đề phù thủy hay Harry Potter, dáng bóng bị tích không được đề cử trong bất cứ hạng mục mà luôn. Mặc dù hồi đầu năm nay nó là một những con hot nhất cái thời điểm mà tháng 2 đó. Lúc đó nhà nhà chơi người người chơi luôn. Bây giờ nó vẫn lọt top những con game bán chạy nhất năm. Nhưng cuối cùng không có bất cứ cái đề cử nào nhắc đến nó. Như game chuyển thể từ phim xuất sắc nhất chẳng hạn. Phép thuật thì nó có thể gây nguy hiểm nếu như không được kiểm soát cẩn thận. Không thấy sợ à? Bạn sợ à? Đói à? Không chừng mình phải nấu cho nó ăn đó. Rồi. Em cái số cái vỏ sò bờ biển bán sạch hết rồi. Ủa biển bên đây hả? Biển đi hướng đông nam. Nhấp đổ trên nè. Toàn mấy tấm thảm không à? Con cá nó mau dạng cả. Cá hoàng kim hả? Tập đi bạn. Tập. Mum 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 mum. Mum. Đó, đó. Trời ơi.
chim cá bảy sắc cầu vồng. Được cái mà đường đất. Lấy cái xô. Mang tính đi co thôi. Sao chỗ này nó quen tàn như thế nào? Cái gì đấy? Trà chanh. Trà chanh giá tay. Để tiết kiệm tiền thì mình đi ra chợ mình bán cái đó. Cái ghế này ở Việt Nam mình phổ biến lắm nè. Bò gan. Công nhận cái làng này mình đặt cái gì lên bán cũng có giá vậy đó. Giấu đồ gì, giấu ác ôn cái gì? Bắn nó bắn gì vậy? Nhiều quá làm biến lụm quá. Này cái khu mỏ chắc mình chưa vô được đâu. Có thanh niên kia ở đâu vậy? Đi trên nóc cái đồ nữa mà. Nhưng làm sao để lên?
Làm cá nào anh em? Tôi khá hứng thú với cái giò câu cá. Mình cần phải nấu nữa hả? Không để chạy nhà nấu vậy. Cá nướng lên thì có tiền không ta? Tiền nhiều hơn không? Ô. Kiếp méo gì cũng đem nấu được cho nó. Nấu ăn lên level 2 rồi. Xong cái này nữa hốt luôn. Vậy hồi nãy mấy con sò, tôi tưởng là cái vỏ sò thôi, đem bán sạch nha. Ê, ê, ê. Xuống chợ bán đồ. Nguyên cái gian hàng ở cái chợ đó bây giờ là của mình hết. Ủa, con cá 35 đồng nướng lên còn 23 đồng. Trời ơi, tôi lừa đảo. Con cá 35 đồng nướng lên còn 23. Anh Minh kia rồi. Gói má đây nè, sao không được, nhà thanh niên này, cái này giống nhà kho là nhà ở, khi vô đây vô ra chắc đưa được rồi đó, không được nữa vậy sao ta, cái này là new new hấp thì nè. Không có đưa nó xuống được. Trời ơi. Bấm vô kêu ai tầm rồi. Quét lại cái vùng này.
mai gặp lại. Ok bye. Phá cái mà gai nhọn với thanh niên này ngày mai. 500 tiền. Mình bán hàng loại con mắt được 500 tiền à. Mình làm ăn vất vả bằng nó đi ngủ đêm nó chế thuốc đó, mai đi bên mấy cái gai này với nó. Ok bye. Cá đầy tốn tiêu rồi. Gấp được cái gì nữa không? Không có trồng được cái gì xuống đây nữa. Có gì xanh xanh trên cái cúc cua đó rồi. Không lên được. Mày mưa, mày mưa. Dọn cho chỗ này nó trống trải lên chút. Đi mua mấy cái hạt giống về trồng á. Hạt giống hả? Hạt giống thanh niên này quá không? Hay em này. Mình còn nhiều lắm. Ủa con đom đóm nãy mình bắt đâu? Nấu cái này đỡ phải dùng củi. Ủa tính làm gì ta? À trồng trồng trồng.
Ừ. Cái hạt giống nãy mình mua nó nằm đâu? Đừng nói trong kho nha. Ủa sao 155 tiền như nãy vậy? Vậy là nãy thì chưa có mua hả? Ôi trễ rồi, sói kêu nó ghê quá, đi ngủ. 2, 4, 6, 7. Ây da. Hai trăm ba chục đồng thu bạch mấy cái vỏ sò thì có 34 đồng thôi. Đây chủ yếu đi bắt bò là kiếm tiền nhanh nhất, 140 đồng. Ủa mình không làm á, nó tự làm hết rồi. Ê Phan nãy có chế được cái gì á? Chế ngay cái chỗ giữa đường như thế này, bỏ ấm chén hả? Đây trà chanh giả tay. Ủa à, nó chế lần từng cái phải không, hay là mình chỉ chế được nhiêu đó rồi, cái lá trà mình chỉ được nhiêu đó thôi. Cái này nãy đi nấu hết cái gì rồi nè. Chúng ta đã có trà chanh giả tay. Còn gấp được gì nữa không? Thôi chặt cái cây uống vậy, thôi không chặt đâu, thôi chặt đi cho nó đó. Dọn cho trống cái khu bên phải rồi luôn. Ok, làm gì đây? Chơi.
Đi đường Tà Mau ngoài đảo gì nữa. Đâu rồi? Cứu ở đâu rồi? Trong nhà. Xong chấp hai. Tưởng cái gậy phép nó làm bằng cái gì, hóa ra nó xài theo kiểu lực điền như thế này, không có chuyển trưởng cách phép gì hả? Vì tăng hậu cảm nhanh dắt rồi. Ốc sên. Ừ, sên màu nâu. Này đã trà nè. Có tiếng 5S. Vẫn chưa tìm cách bắt được nó. Cái đá trà này lâu một đời quá ta. Gì chứng khí gì thấy ghê vậy. Cá 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 cá. Về đâm trà chanh đi bán. Không biết cái nào có giá hơn. Cái màu trắng trắng là cái gì đó, giống sữa hay là đường cũng vậy. Cái này chắc cà gót rồi. Ôi, cây coi cái cây của mình nó lớn chưa. Biết nào mới thu hoạch trời. Sao mở được hai cái ô này? Nhịn đói đi bán đồ kiếm tiền. Cá vẫn ngon nhất. Bún của ta. Này cũng chịu ra của nhà đó hả? Bao chợ luôn. Nãy sao không mua được cái hạt giống ở đây ta?
cũng lỏng nguyên khu này đó. Xúc cát, xúc cát. Ba cái, 1, 2, 3. Ba cái. Đầu mỏ level 2. Bây giờ kiếm đại gia bao nuôi được rồi đó. Thiếu cát rồi, mình thiếu cát, mình mua được có 3 cái thôi. Không có cát thì lấy đâu ta? Cát thì nó sẽ gần biển. Để tôi lội ra ngoài rồi. Bướm hụt không vậy? Mấy này không biết làm gì nhưng mà nó hơi nhiều nên cứ gom hết đi. Toàn mấy trăm tám rồi. Gì ba lô chứ gì đầy nữa rồi. À mấy cái hạt giống nãy mua. Gì đây? Cát hả? Cát kiếm đâu giờ đó? Cát thì nó phải gần biển. Rồi hết chỗ bán đồ luôn. Mấy cái này thì trang trí thôi, không có xài được đâu. Mấy cái này chắc nó không có hư đâu ha.
Nghiêu hấp thái. Này chơi hết đi. Giữ làm gì? 29 thì có nhiều quá không? Bây giờ tôi cần cát nè. Không biết cát lấy đâu nè. Chắc về đi ngủ rồi. Ê, quên chết thư. Bữa không biết bữa nay có thư bọc gì không? Không chống rỗng à. À, cái này để hồi mana, hồi máu. Này hồi năng lượng, này hồi mana. Nhà mình mới level 1 thôi. Cả gì để đi coi cả. Tường nó cũng làm đảo ha. Bố liếu. Chặn đường ai vậy? Gặp chứng khí à, không đi được rồi. Phải nâng lên mới đào được mấy cái này. Tôi cần cát, có ai có cát không? Thôi đi ngủ thôi, mai tính. Bảy trăm hai mươi ba tiền đúng không? Trong cái chương 2 lên được 1000 tiền rồi. Bán đồ ăn, bữa nay bán đồ ăn được 200 tiền luôn. Cương bảo ma thực. Có cái ốc trái ở trên này là gì ta? Ngày 451 đi gặp hết đi đó. Có cách nào tới nhanh hơn rồi. Củ hành của mình bao giờ nó mới lớn lận? Đồ nấu xong hết chưa? Chỗ này giờ nó gọn gàng sạch sẽ không? Thôi mấy cây nó biến lấy quá. Hôm nay có món nhiều hấp thái nè bà con ơi.
đi đâu. QFD mẹ vô tên nghe trẻ chung mà dạo hả, vô trong thang là gì đây, thôi gặp gái trước. Fielda anh đến với em đây. Trời, chỗ này làm đẹp nhá. Cái này là dạng như cái thổi nó lửa vậy, đập đập lên thổi cái gió. À chỗ này như quán nhạc quán bar vậy. Thấy bị dôm ra ngoài chưa, anh tao có nhiệm vụ phải xử lý. Nhiệm vụ là đủ gác từng này. À cái đó là thằng cu chắc con của bà này, chắc đi tìm nó thôi. Rồi bắt đầu kết bạn với một người kiếm gái thôi. Rồi từ cái mối quan hệ tình bạn sẽ nên lãng mạn, trách nhiều hơn. Lãng mạn bằng cách tặng quà và đừng quên cái cuộc hẹn có thể đi đến kết hôn luôn. Ok chị được không? Không được thôi. Em này sao? Cú hả? Dẹp. Kết hợp với ai ta? Mới lên đảo con mấy ngày là tính chuyện hôn nhân đó ra này. Em này có vẻ giàu nè. Không được hả? Được thôi. À, không chết. Game này đến đâu mà có chích chóc gì nữa đó. Chết đi. What you doing? Đang bán gì đây? Từng câu xịn sò hơn. Từng câu câu cá phải level 3 mới mua được cái phần này 1000 đồng. Vậy hồi ghé nó không hợi gàng coi mấy cái dụng cụ của ổng thôi. Một cái gương ở trong cái sấy nước à. Rồi bán bất kỳ cá. Phải đi câu đủ ba con cá đã. Cá ơi. Ừ, nguyên con thuyền luôn. Đây có con à. Con này nó bơi nhanh chứ ta, nhưng nó quăng nhá.
Đó, nó thấy gì không? Gì đây? Trai gái đây. Rồi, chưa gì yêu đương này. Quà đâu mà tặng. Bye. Hình như con nào là nó có cái màu vàng nó mới câu được không vậy? Này con này câu được hả? Nó đâu rồi? Mông 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 mông. Thấy rồi đó. Bắt đầu đọc nào. Ngại gì bé? Đọc đi. Chạy nha mày. Bên đây con đó. Con cái bự hơn nó kìa. Ấy. Cá nóc. Con này khó câu hết á. Hai con luôn. Tới đây rồi còn chạy ra nữa. Vô cái đá hả? Nãy tôi thấy còn con nữa mà ta. Đây, con này nó cũng sáng sáng à. Lên đấy rồi đấy. Lấy. Rồi, đi về bán thôi. Chỗ đâu nữa mà bán.
về đi ngủ nó mới bán được. Ban ngày không mặc đi ngủ được không ta? Lớn chưa? Chưa lớn nè. Ngủ thôi. Một cái hành tụ 300 đồng. Được thưởng cái gì nè? Hai con cá 140 rồi. Bốn cá nhé. Mỗi con 35 đồng. Còn lại bán đồ ăn thôi. Vega. Lên. Rồi thôi, game này tạm thời chơi đến đây được rồi. Củ hành của tôi nó chưa lớn nữa. Thôi tướng cái này nhỉ. Rồi, ok, bye bye anh em. Game này xếp ở đâu? Đây, xếp đây, xếp đây. Xếp hình như à. Rồi. Game nông trại chơi cũng khá là thú vị nha. Có điều đi làm cu ly hơi nhiều.